Có một giả thuyết cho rằng, con người chỉ dùng đến 10% khả năng của não bộ, đến cả những nhà khoa học đại tài cũng chỉ dùng tới 11%. Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu con người dùng 100% cả bộ não? Hôm nay, hãy cùng tôi theo dõi bộ phim Lucy siêu phàm để tìm câu trả lời nhé! Bộ phim có sự tham gia của quả phụ đen Black Widow. Câu chuyện kể về Lucy, cô gái đang du học ở Đài Loan. Tại đây, cô có quen một người bạn trai tên là Richard. Một ngày nọ, anh ta nhờ cô mang một chiếc vali vào khách sạn để đưa cho một người Hàn Quốc tên Trang. Mặc cho sự từ chối của Lucy, anh ta còng luôn tay cô vào chiếc vali và nói rằng chỉ có ông Trang mới có chìa khóa để mở nó. Cô đành phải làm theo lời của anh ta mà mang chiếc vali tới và yêu cầu nhân viên khách sạn liên hệ với ông Trang. Sau khi nhân viên gọi điện cho ông ta, một tập đoàn xã hội đen kéo ra, bắn chết Richard đang đứng chờ ở ngoài, rồi lôi cô lên gặp ông Trang. Lucy vô cùng hoảng sợ khi thấy những xác chết nằm la liệt trong phòng. Còn ông Trang thì bước qua xác chết đi ra ngoài. Thấy ông ta rất thản nhiên rửa đôi bàn tay đầy máu của mình, cô liền nói mình không biết gì cả, hãy thả cô ra. Nhưng tất cả những người ở đây đều là người Hàn Quốc. Không ai hiểu cô đang nói gì. Vậy là ông Trang gọi điện cho người phiên dịch và hỏi vali của cô mang tới có chứa vật gì. Vì không tin tưởng Lucy, cũng không tin tưởng tên Richard kia, ông Trang đề phòng trường hợp xấu nhất là bên trong có bom. Cho nên hắn viết mật mã mở vali ra giấy, yêu cầu Lucy mở vali ra, còn mình thì núp sau cửa. Khi biết bên trong chỉ là một chất bột màu xanh, ông ta tiến vào, sai đàn em mang một tên nghiện ra để thử thuốc. Hắn ta mới hít một lượng nhỏ nhưng đã lên cơn co giật như bị sốc thuốc, rồi lại cười như điên. Thấy vậy, ông Trang cầm súng bắn chết hắn ta. Ông ta quay sang nhờ Lucy làm một việc. Lúc này, Lucy đã vô cùng sợ hãi nên cô liền từ chối. Nhưng cái cô nhận được là một cú đập mạnh khiến cô ngất đi ngay lập tức. Khi tỉnh lại, cô ngạc nhiên khi thấy bụng mình bị quấn đầy băng vải và máu cũng đang rỉ ra chiếc băng. Cô ngơ ngác không biết những kẻ dã man kia đã làm gì với mình. Khi ra ngoài, thắc mắc của cô đã được giải đáp. Bọn chúng đã rạch bụng cô và nhét túi ma túy chúng vừa sản xuất, có tên khoa học là CPH4 vào trong. Đó cũng chính là thứ bột màu xanh mà cô đã mang đến cho chúng. Ngoài ra còn 3 người khác cũng bị biến thành kẻ vận chuyển thuốc bất đắc dĩ. Họ được phát hộ chiếu và vé máy bay tới nơi nhận hàng và đồng thời bị đe dọa, không được báo cho cảnh sát hoặc ra tự thú bởi bọn chúng nắm trong tay địa chỉ của từng người cũng như gia đình và người thân của họ. Rồi 4 người bị trùm đầu bằng túi vải đen và lôi đi. Trước khi đến sân bay, Lucy bị những tên đàn em trông coi rất sát sao. Lucy vô tình chọc tức một tên côn đồ, cô liền bị hắn ta đá liên tiếp vào bụng, nơi vết thương vẫn còn đang rỉ máu. Sau những cú đá liên hồi ấy, gói ma túy bị vỡ ra, một lượng ma túy thấm vào máu cô. Đột nhiên Lucy bị co giật không ngừng, còn thứ bột màu xanh kia thì chạy theo mạch máu, lan ra khắp cơ thể cô. Lucy lại một lần nữa ngất đi. Khi tỉnh lại, cô như biến thành một người khác. Không hề sợ hãi nữa, cô linh hoạt, khỏe mạnh hơn, ánh mắt cũng trở nên sắc lẹm. Khi một tên côn đồ tiến vào, thái độ của Lucy hoàn toàn khác so với lúc trước. Cô dễ dàng lừa được hắn rồi đánh cho hắn một trận tơi bời. Sau đó cô cầm súng xông ra ngoài, thẳng tay bắn chết những tên còn lại. Cả ngày dài bị giam giữ và tra tấn, Lucy vô cùng đói. Cô ăn ngấu nghiến hết đống đồ ăn trên bàn, rồi dùng tay không rút viên đạn ra khỏi vết thương trên vai mà không hề tỏ ra đau đớn. Chuẩn bị đồ đạc xong xuôi, cô ra ngoài và lên xe taxi, đi tới bệnh viện. Trên đường đi, điều kỳ lạ là cô có thể nghe hiểu được những người đang nói gì, dù đó là tiếng Trung Quốc. Đọc hiểu thứ tiếng mà cô chưa từng học bao giờ. Tới bệnh viện, Lucy hiên ngang xông vào phòng phẫu thuật. Sau khi quan sát phim chụp trên màn hình, cô xác định luôn bệnh nhân trên bàn mổ không thể cứu chữa được nữa, nên thẳng tay bắn chết người đó rồi leo lên giường bệnh, yêu cầu các bác sĩ phẫu thuật lấy gói thuốc trong bụng cô ra. Ông bác sĩ làm theo lời và không hề sử dụng thuốc giảm đau vì Lucy đâu còn cảm thấy đau đớn nữa. Trong lúc tiến hành phẫu thuật, Lucy gọi điện cho mẹ, kể cho bà cảm giác của cô sau khi bị biến đổi bởi cái thứ thuốc kia. Cô cảm nhận được mọi thứ, cảm nhận được trọng lực của trái đất, cảm nhận được nhiệt thoát ra khỏi cơ thể. Những ký ức tưởng chừng như bị lãng quên, cô đều ghi nhớ hết. Trong khi đó, mẹ của Lucy vẫn không hiểu chuyện gì. Lucy nghẹn ngào kết thúc cuộc trò chuyện bằng câu, con yêu mẹ. Cùng lúc đó, ông bác sĩ lôi được túi ma túy ra. Khi biết đây là CPH4, ông bác sĩ kinh hoàng cho biết, phụ nữ mang thai ở tuần thứ 6 sẽ sản sinh ra thứ này để giúp hình thành bộ xương cho trẻ nhỏ. Với thai nhi, chỉ cần một lượng nhỏ chất này là như một quả bom nguyên tử. Và với số lượng cô đã hấp thu thì mạng sống của cô không còn bao lâu nữa. Lucy liền quay lại văn phòng của ông Trang để trả thù. Lúc này, hắn ta đang thản nhiên nghe nhạc, đắp mặt nạ và xăm hình. Cô bắn chết những tên tay sai cản đường rồi tiến thẳng vào chỗ ông ta. Rất nhanh, cô rút hai con dao găm đâm vào tay hắn rồi bắt đầu bài thuyết giảng. Tuy nhiên, vẫn như trước đây, ông ta hoàn toàn không hiểu Lucy đang nói gì, chỉ mải đau đớn cho đôi bàn tay của mình. Vậy là Lucy chẳng thèm nói gì nữa. Cô dùng siêu năng lực của mình xâm nhập vào não bộ của ông ta và biết được điểm đến của 3 người vận chuyển thuốc còn lại. Sau đó cô trở về nhà, tìm tư liệu liên quan đến tình trạng của mình hiện giờ. Cô tìm được một giả thuyết về sự hoạt động với năng suất cao hơn của não bộ. Giáo sư Norman, người đã dành 20 năm để nghiên cứu về vấn đề này,
cô liền gọi điện cho ông với hy vọng có thể được giúp đỡ. Cô kể rằng mình đã hấp thu một lượng lớn CPH4, khiến cô có thể sử dụng 100% năng lực của não bộ. Và hiện tại, cô đã đạt tới mức 28%. Cô có thể khống chế sự trao đổi chất của bản thân, cũng có thể khống chế người khác, kiểm soát được cả sóng điện từ. Cô thâm nhập vào TV, máy tính, điện thoại của giáo sư để chứng minh lời nói của mình là sự thật. Cô kể với giáo sư, giờ đây cô không còn cảm thấy bất cứ thứ gì hết, không còn cảm thấy bản thân giống như một con người nữa. Giáo sư cũng không biết làm thế nào để giúp đỡ cô. Ông chỉ khuyên Lucy nên truyền thụ lại những tri thức mà cô đã giác ngộ được khi có trí óc siêu phàm này. Lucy hẹn 12 tiếng nữa sẽ tới chỗ ông rồi lên đường khởi hành. Tin tức khắp nơi đều nói về Lucy. Lucy tự biến đổi mái tóc của mình, thành công che giấu thân phận. Sau đó cô gọi điện cho cảnh sát, thông báo cho anh ta về tình hình của những kẻ vận chuyển ma túy kèm theo hình ảnh của chúng. Nhờ vậy, cảnh sát nhanh chóng tóm được cả ba. Trên máy bay, Lucy đã có thể sử dụng được 40% năng lực của não bộ. Nhưng dường như, cơ thể của cô đang xảy ra phản ứng với sự phát triển của tế bào. Cơ thể của cô đang bị phân rã. Thấy vậy, Lucy lao nhanh vào nhà vệ sinh, lấy gói ma túy ra hít nốt. Gương mặt của cô lại trở về bình thường. Nhưng ngay sau đó, phản ứng vẫn tiếp tục, cô dần dần bị phân rã và biến mất khỏi máy bay. Đến khi tỉnh lại, cô đang nằm trong bệnh viện. Lúc này, Lucy đã sử dụng đến 50% não bộ rồi. Còn bên ngoài là một loạt các bác sĩ và cảnh sát. Thấy cô bước ra, toàn bộ cảnh sát đều chĩa súng về phía cô. Nhưng chỉ với một cái hất tay, tất cả cảnh sát đều ngất. Chỉ còn lại một mình anh cảnh sát trưởng đang ngỡ ngàng, không thể tin vào mắt mình. Đạn trong khẩu súng của anh cũng tự động rơi xuống đất. Anh không ngoan cố chống cự nữa mà cùng cô đi tới chỗ mấy tên vận chuyển ma túy. Lúc này, năng lực của Lucy đã đi đến một tầm cao mới. Cô có thể nhìn thấy sóng điện phát ra từ điện thoại của mọi người xung quanh. Sau khi quan sát kỹ, cô phát hiện ra được cuộc điện thoại giữa băng đảng xã hội đen và phát cuộc gọi ấy trên radio. Bọn chúng đã biết được tin về vụ bắt giữ những người vận chuyển ma túy. Và hiện tại, ba người đó đang được đưa tới bệnh viện để phẫu thuật để lấy gói ma túy ra. Bọn chúng dự định tấn công để cướp lại những gói thuốc ấy. Nghe thấy vậy, Lucy lái xe lao nhanh tới bệnh viện. Khi thấy chiếc xe của Lucy đang phóng với tốc độ điên cuồng, hàng loạt cảnh sát đuổi theo, nhưng cô dễ dàng điều khiển mọi vật xung quanh để thuận lợi tới nơi với tốc độ nhanh nhất. Trong khi đó, người của tên Zhang đã khống chế được tình hình và lần lượt lấy từng gói thuốc ra khỏi cơ thể của ba người kia. Bất ngờ, có một anh cảnh sát đi mua đồ ăn về. Bị phát hiện, bọn chúng nhanh chóng thủ tiêu anh bằng một làn mưa đạn. Trong tình thế hỗn loạn, người vận chuyển thuốc cuối cùng bị bắn chết và trượt tới chân của Lucy. Bọn xã hội đen đông người là thế, nhưng không ai có thể ngăn cản được bước tiến của cô. Cô dễ dàng lấy được vali chứa hai gói thuốc đã được lấy ra, đưa cho cảnh sát trưởng, rồi dùng tay móc nốt gói còn lại trong người gã đã chết kia. Sau đó mang toàn bộ số thuốc tới gặp giáo sư Norman. Tuy không thể trở lại làm người bình thường được nữa, Lucy quyết định sẽ làm theo lời của giáo sư. Đó là truyền lại tri thức cho nhân loại. Cô giải thích cho họ về những kiến thức phi thường, không đơn giản như những gì con người đã biết, mà còn ti tỉ những điều mới lạ cần con người khám phá. Cùng lúc đó, ông Zhang dẫn theo băng đảng của mình tới tìm Lucy trả thù. Ông cảnh sát trưởng đã huy động lực lượng để bảo vệ Lucy từ bên ngoài. Thấy thời gian không còn nhiều, cô dùng toàn bộ số thuốc còn lại để kích thích tế bào trong cơ thể mình khỏi sự kháng cự, giúp cơ thể vận động 100% não bộ. Sau đấy, cô chuyển toàn bộ kiến thức vào trong một chiếc USB. Bên ngoài, trận chiến diễn ra vô cùng khốc liệt. Băng đảng của tên Zhang điên cuồng dùng bom nổ tan cửa phòng. Nhưng đến khi Zhang tiến vào, Lucy đã hiểu được tri thức cao nhất về thời gian và không gian, thành công chế tạo ra chiếc USB lưu lại. Anh cảnh sát trưởng từ đằng sau tiêu diệt ông Zhang, cuộc chiến kết thúc. Khi anh hỏi Lucy hiện đang ở đâu, điện thoại đột nhiên nhận được tin nhắn. Tôi ở khắp mọi nơi. Bộ phim đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nhớ nhấn like và đăng ký cho kênh của chúng mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại.